Xin chào, mình là Phương. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Mr. Zero. Hơn 50 pha dọn cổ của Bob Ba, nhưng đồng đội lại chân gỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bob Ba là một trong những tiền vệ toàn năng nhất thế giới hiện nay. Ngôi sao của MU có thể cầm bóng tốt, rê bóng kỹ thuật và tung ra những đường truyền tuyệt vời trên mọi cự ly. Ngoài ra, Bob Ba sẵn sàng tranh chấp tay đôi khi cần. Chính sự toàn diện đó khiến người xem đòi hỏi nhiều hơn ở Bob Ba. Họ muốn Bob Ba phải là người tạo ra những khác biệt bằng những bàn thắng, đường kiến tạo thay vì chỉ đơn thuần là tiền vệ triển khai lối chơi ở giữa sân. Tuy nhiên, đôi khi những đường dọn cỗ của Bob Ba lại không được đồng đội tận dụng triệt để để ghi bàn. Cùng chúng tôi xem lại những tình huống dọn cỗ của Bob Ba nhưng đồng đội lại gây thất vọng nhé. Các bạn hãy nhớ subscribe YouTube và like fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận được những thông tin mới nhất của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghi ngờ gì nữa, Bob Ba là một trong những tiền vệ toàn năng nhất thế giới hiện nay. Ngôi sao của MU có thể là cầm bóng tốt, rê bóng kỹ thuật và tung ra những đường truyền tuyệt vời trên mọi cự ly. Ngoài ra, Bob Ba sẵn sàng tranh chấp tay đôi khi cần. Chính sự toàn diện đó khiến cho người xem đòi hỏi nhiều hơn ở Bob Ba. Họ muốn Bob Ba phải là người tạo ra sự khác biệt bằng với những bàn thắng, đường kiến tạo thay vì chỉ đơn thuần là tiền vệ triển khai lối chơi ở giữa sân. Tuy nhiên, đôi khi những đường dọn cổ của Bob Ba lại không được đồng đội tận dụng triệt để ghi bàn. Hãy cùng chúng tôi xem lại những tình huống dọn cổ của Bob Ba nhưng đồng đội lại gây thất vọng nhé. Môn Bob Ba vừa có một pha kiến tạo cho đồng đội số 10, tiếp bóng của cầu thủ này tiến thẳng về trung lộ, chuẩn bị lấy đà từ chấm 11m để có pha dứt điểm cực ngầu thì ăn ngay màn xoạc bóng của Clemen Lenglet. Có vẻ như đồng đội và Bob Ba chưa hiểu nhau rồi. Vẫn là Bob Ba giữ bóng an toàn, anh khéo léo kiến tạo cho Rashford băng lên nhưng chân sút người Anh không thắng được Begovic trong pha đối mặt. Đúng như biệt danh Bob Bomb mà nhiều người đặt cho Bob Ba, bởi anh luôn sở hữu những siêu phẩm sút xa cháy lưới đối phương, nhưng lần này pha chuyền bóng cực kỳ chuẩn xác cho Lukaku khiến chúng ta thực sự thán phục. Lukaku có vẻ như là chưa may mắn trong màn kiến tạo này. Có vẻ như việc cầm bóng không hề là quá khó đối với Bob Ba khi mà xung quanh anh với số 14 áo đỏ đang cố cắt bóng bằng cách xoạc chân, bằng hàng thủ áo đỏ bao vây làm lay bóng, bằng đường kiến tạo của đồng đội Ibrahimovic tung cú đánh đầu kịp thời. Dù chưa thể ghi bàn trong lần này nhưng quả thật chúng ta nên gửi một lời khen đặc biệt cho màn kiến tạo của Bob Ba đúng không nào? Wow, lại là Bob Ba. Hoài Matan xoay người dứt điểm qua đường truyền của Bob Ba, bóng vượt qua tầm của thủ môn nhưng lại không đi vào khung thành bỏ trống. Hơi thiếu may mắn nhưng tôi vẫn rất muốn dành những lời có cánh cho chàng tiền vệ người Pháp. Và lần này trong màu tóc vàng cực ngầu vẫn là đường truyền dành cho Hoài Mata. Có vẻ như là cặp đôi này hơi kén duyên nên vẫn chưa thể ghi bàn. Nhưng mà bạn cứ nhìn thật kỹ pha bóng này đi và tiếp tục dành những lời tán dương cho Bob Ba đào, bởi đường bóng quá chuẩn xác của anh. Dường như trong đầu bạch tuộc nhà quỷ đỏ luôn định sẵn trong đầu mình mục tiêu, vạch rõ đường bóng để dùng lực vừa đủ sao cho chính xác, thực sự rất xuất sắc. Bob Ba có tình huống chuyền bóng đẳng cấp, bóng bay qua đầu toàn bộ hàng thủ của Crystal Palace. Rooney băng vào đá nối, nhưng Hennessy đã phản xạ quá nhanh để cứu nguy cho đội nhà khỏi bàn thua trông thấy.
thousand other times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about. Có vẻ như thời gian định vị hướng bóng để sút lần này của Pogba là khá khó, khi anh liên tục đổi chân giữ bóng làm đối phương mất tập trung, đồng thời nhắm khoảng cách cần sút. Kế đó anh tung được chuyền về phía Ibrahimovic, số 9 chơi thời cơ để bóng bằng ngực, nhưng người sút bóng mạnh mẽ lại hụt mất cơ hội nữa. Bóng hơi bỗng nên vẫn chưa thể ghi bàn. Khéo léo sút bóng, Pogba hướng tới phía trung lộ, các cầu thủ áo hồng đang rất tập trung và cố gắng bắt nhịp đường bóng của bạch tuộc Pogba. Nhưng kịp thời, đồng đội ở trên móc bóng tung cú sút khá bỗng nên bóng vẫn chưa có cơ hội lọt lưới. Nếu như số 10 của MU tăng tốc hơn một chút thì pha kiến tạo từ Pogba đã có thể hoàn hảo biết bao. Từ dưới sân, bạch tuộc Pogba tung kiến tạo dứt khoát, bóng bay thẳng lên vùng cấm. Đồng đội của anh mang áo số 10 cố gắng lao tới bắt kịp bóng, nhưng có bên cạnh có hẳn là ba cầu thủ áo trắng kèm cặp, và đương nhiên là 3-1 không chột cũng què, mà kết hợp giữa Pogba và đồng đội tiếp tục thất bại. Chỉ một chút nữa thôi thì Sancho có thể thực hiện thành công màn kiến tạo từ Pogba. Tiếp đó, Sancho kịp thời soạt bóng nhưng chưa thể thành công vì thủ môn đối phương đã cứu thua thành công. Bồn Pogba tung ra một đường truyền tuyệt đẹp cho Ibrahimovic thoát xuống, nhưng tiền đạo người Thụy Điển lại chẳng thể khống chế bóng thành công. Tiếp tục một đường truyền vượt tuyến xuất sắc của Pogba. Lần này, người nhận bóng là Rashford. Anh không chế tốt nhưng dứt điểm quả là quá tồi. Đã so ngã người ta thì cũng không lấy được bóng đâu nha. Đúng là Pogba lầy lội mà. Cầu thủ của Argentina đẩy ngã nhưng ôm bóng khư khư vào người. Chưa hết, anh chàng vội vàng dậy tung cú kiến tạo cho Mbappe, nhưng Mbappe lại làm bồn thất vọng tiếp rồi. Giroud đã có thể dứt điểm tốt ở vòng cấm từ quả kiến tạo của Pogba, nhưng vì các cầu thủ áo trắng kèm cặp quá gắt, cộng thêm màn soạt bóng sắc ngọt của cầu thủ áo trắng số 6, bóng đã không thể lọt lưới, thật đáng tiếc cho tuyển Pháp. Người ta từng ví rằng Pogba và Ibrahim là một cặp trời ăn ý, nhưng có vẻ trong trận này thì có mỗi Pogba chơi đẹp khi anh tung đường chuyền chéo sang hướng đồng đội của Ibrahim đang đứng. Nhưng có vẻ là chưa đọc vị được nên bạn Ibrahim đã tung cú sút cao quá tầm, bóng lại ra ngoài. Có vẻ như là cặp bài Pogba và Ibrahim chưa có duyên với sân cỏ lắm. Khi mỗi lần một người kiến tạo thì nửa kia lại không thể ghi được bàn. Nhưng tôi phải công nhận là mỗi đường sút của Pogba quá tuyệt vời, chính xác từ hướng bóng đến điểm kiến tạo. Tiếp tục là Pogba với pha kiến tạo dứt điểm, bóng chạm đến chính xác số 19 của MU. Anh này tiếp đường bóng rồi thẳng tiến lên vùng cấm. Cả kiến tạo trực diện hay là không trực diện đi nữa thì Pogba cũng luôn thể hiện một cách đầy thuyết phục. Bất ngờ nhận bóng từ đồng đội, bơm móc bóng ra sau lưng. Alexis tốc độ đón bóng nhưng vẫn chưa thể làm rung lưới nhà bên lây. Pogba khéo léo giữ bóng trong khi vây quanh anh là Moonless Stone, là Thon đang lăn le để cắt bóng. Phong thái ung dung, bồn chuyển bóng cho đồng đội phía trước nhưng dường như cơ hội vẫn chưa đến với bạch tuộc và đồng đội rồi. Và
Và dù những bàn kiến tạo có thành công hay không, thì tôi cá là vừa rồi các bạn cũng đã được chứng kiến một Pogba với đôi mắt định hướng điểm bóng chính xác. Bởi thành công của một pha ghi bàn thường sẽ là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cầu thủ trong đội với nhau hơn là độc diễn, đúng không nào? Có vẻ như anh chàng bạch tuộc của chúng ta vẫn còn độc hành dài dài. Nào, hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho Victor Zero nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.